Hello mấy bạn bên kênh anh Đạt Ngô Vlog. Hôm nay vô cái nhà em quay giăng lưới tiếp. Nhân vật chính thấy mắc hỏi rồi nói không được. Hỏi anh chợ mới ngon. Còn trái nữa nè cô. Chấm mày chấm ăn đi ăn đi. Ôi trẻ dành nha cô ơi. Đây lẹ lắm. Chua. Đớn. Cái giò của ta bước một bước bằng mày bước hai bước á. Dữ quá à. Chắc là mới một cái. Xong. Còn cá không? Còn. Không còn ít, còn nhiều, còn con hay con. Đây. Dạ. Dạ không con. Dạ. Đâu có đâu. Đâu chơi chứ con nhỏ. Đường đường là một tay bắt răng nổi tiếng em cho đi trước. Đây nữa quá à. Mỗi một bỏ rồi. Coi cày vậy nè. Đạp rồi mới nói. Nói anh đạp. Anh tập trung anh quay để cho có những hình ảnh đẹp cho khán giả xem. Cái văn sao nè, một người với thầm lặng. Quay văn sao hả? Ở bên vùng mà văn chéo qua chéo lại thì mình làm vậy đấy. Thế mình cọc sợi dây vô mình kéo mình khỏi lội luôn cũng được nữa. Kéo cái lưới nó nằm ở trên. Có đâu? Đây là dòng dính, thấy không? Thế này. Đẹp cậu cắm qua cắm cái lóc nữa. Giờ tôi đứng trên đi gọi xuống khu văn nha, xong rồi cái bác hai thằng lội đặt cho nó cá nó chạy rồi dở lên. Hai thằng lần nào lội 10 năm rồi chưa hơi hào luôn. Trời ơi đi vô nhà anh ta mà nó còn đòi dẹp đồ luôn nữa chứ. Cây xài của Tú là nó mới chỉ có bông mà cô ơi. Nói chỉ có trái ở trên ngọn à, có một trái một duy nhất cây có một trái à. Không. Chùm luôn kìa. Chùm bông hả? Chùm trái. Đó, ngay chính giữa. Ờ, thấy rồi. Mày chắc nhìn vô đây khán giả không thấy đâu. Đâu. Ủa? Có thật. Ừ, đúng rồi. Nó xài xài điếc con nội ơi. Nó sao gọi xài điếc? Nó một xíu quá. Đừng bỏ đít nha. Cô nhạy cảm lắm á. Những chàng trai nhạy cảm. Thấy nó cực khổ không? Tại nó diễn á. Nè anh Đạt coi em nè. Mấy thằng đó nó diễn sâu nó vậy á. Xài là xài bưởi đúng không? Hả? Đúng rồi. Xài bưởi, xài bưởi. Chỉ cần giày leo lên mà nó đạp nó búng đầu dữ quá. Mệt quá. Xài bưởi này được đặc biệt cái là đẹp biết gì không? Chua. Ăn chua té đái luôn. Cái này cũng chỉ táo bón rồi đúng không? Đúng rồi. Nó là bạn bè với táo bón chứ mà là chị. Kiến quá kiến à. Đúng không? Còn nhiều lắm. Ba trái rồi. Sống này gắn liền với thuốc tây nữa rồi anh Đạt ơi. Hết hồn ba. Em. Rồi, chìm luôn. Đó là mắm đường chấm ăn ha. Ăn
Trời ơi. Nhận lưới không ơi? Dễ. Quá, này bão vô. Tết đến rồi chứ bão gì trời. Lạnh teo trơn trọi luôn. Sáng giờ đi đáy cũng khó khăn. Tính ra nó có để teo luôn. Kỳ quá à. Đó, kỳ quá à. Em có cái thói quen là gặp cái cỏ này là em bứt. Chơi cho trắng trắng em ngậm. Không biết tao có xịt thuốc hay không chứ mà em gặp là em ngậm. Nếu xịt thuốc là cái cỏ này nó khô rồi. Đúng không? Chắc không phải xịt đó tao. Thì bên kia nó khô rồi đó, chuẩn bị bên đây nó dần khô rồi nè anh. Đã. Không ra đâu. Nó xịt hiện qua mà. Kiến quá kiến luôn. Để em bắt kiến cho anh nghe. Nè. Giờ Tú đây nha. Tú xả từ từ cô lội ấy nha. Cô ngắm cô lội nổi không nha. Có điện thoại rồi không? Điện thoại để đẳng á. Số điện thoại má cô để ngoài ấy á. Có gì gọi liền ha. Gỡ. Cài phím nóng sẵn rồi phải không? Gọi liền nha. Ủa là văn một đường thẳng vậy luôn hả cô? Ừ. Phải văn chéo. Hả? Một cái xéo qua đây. Nè từ xéo bắt đầu qua đó, đó. Bắt qua đây, chéo qua đây, bên kia chéo qua bên kia là theo cái đường dứt dắt. Từ đây xéo qua đẳng hả? Rồi đi á. Từ tới. Lưới điện nghệ không? Ừ. Tại vì nó có nếp sẵn rồi đó. Lưới hai mạng hả? Lưới ba mạng hả? Ừ. Cô mập mập lùng lùng mà lội lẹ quá. Mập mỡ lên nổi á. Một mình là thịt với xương không. Xuống là chìm nghỉm bơi. Thấy bà luôn. Ừ cô ơi. Trời, nó mua bao nhiêu mét mà dài dữ. Từ dưới rồi. Là cu cá chứ không phải cu đực rồi. Cái. Thôi khéo quận kìa. Cái này mình chỉ đã không thấy. Mấy cá mùi á anh. Có cá hồng á. À, cái điều hồng. Ừ. Chứ mình chỉ chừng trăm mấy mũi chỉ phải dính vô cái mé được miếng. Để lát văng lưới dính rồi mình chỉ. Được cô ơi. Dốt cái cầm lên. Lưới bé này dễ dối á. Phao chìm hết luôn ta. Đúng rồi, nó sẽ chìm đi. Vậy là cục chì nó nặng hơn cái phao phải không? Đánh đáy. Bự quá. Ừ. Cu lúc nào nó cũng có công việc đó. Nó không làm công việc khác được. Nên ba má nó buồn á. Quay đua hay là cái gì vậy? Đua. Đứng đây quay hai cái đầu nè. Đây là được chưa? Rồi. Đây là cái cục đua mà chiều nay là ăn phở nha. Nào thua là gói bao phở nha. Đúng rồi. 4 thằng là 100.000 thằng đó. Chuẩn bị đặt kiếm nha. Từ từ ra. 1. Khoan. Tứ bắt chén bốn bơi để đặt cái mày nói nè. Mày nói bơi tới đâu giờ ơi, tới cây tre đúng không? Cây tre ngang đúng không? Ừ. Mày nổi không? Không sợ mày lên kiểu cái chừng không ai lâu lên đâu. Chưa. 1, 2 mà đếm tới mấy? 3. Không nghĩ luôn á. Đưa 3 nha. 3. 1, 2, 3.
Nó chơi chân nước. Sặc luôn. Nó chân nước kìa. Kìa dính đằng đẵng hè kìa. Gỡ luôn đi. Thôi, thôi. Cái này gỡ được không? À, gỡ cái lưới đem lên á. Mệt quá tôi. Mệt mà trái chiều chung phở nha bạn. Đây đỡ lên nè. Chơi. Chơi gì mà chơi chén nước nè đó. Còn kêu chung phở nữa. Vô mé đi. Đuối quá đuối vậy. Đặt lại đẳng á. Đặt gỡ cái cây ra đi. Để con kéo lại. Ừ. Mày quay hả? Ừ. Nó mệt quá. Sao vậy? Đây con nhìn đạp lưới cũ. Người cháu thấy dính người đó. Chắc nãy anh Tú lội đạp con lưới á. Cái con cá này là con cá mùi nè. Nhiều bạn không biết thì cứ nói nè. Cá hường. Cá hường. Có tên gọi khác là cá điêu hồng. Có mùi nha các bạn. Quá mùi luôn rồi. Mùi này là cái hào này. Ê, đang đứng kính lại vậy. Quậy rồi. Gỡ ra được rồi. Cứ kéo lại từ từ. Hả? Ôi ôi. Sao hút này không có gì vậy ta? Nè. Cái hào này là mình nuôi là khoảng lâu lắm rồi cùng. Lâu lắm rồi. Nuôi khoảng là chắc 3 năm mấy 4 năm rồi. Nên con cá mùi nó mới bực bự vậy nè. Mà con cá này nó dở một cái á. Nó không thở được là nó hả hồn trời sung. Đĩa mới lạnh. Đĩa mới lạnh á. Chết nè. Chết rồi. Nè con này. Đạt ơi, Đạt đừng có cuộn lại vậy, buông ra đi. Ừ. Nó cuộn queo queo luôn rồi. Trời ơi, đâu có dữ vậy trời. Chết cha, chết hết rồi cô ơi. Con này nó bự quá anh bạn ơi. Rồi nó ngáp ngáp rồi hả? Nó còn ngáp ngáp. Gom lưới bỏ luôn mà. Ừ. Lưới ba màng mà xài một lần. Sao mua lưới một màng cho rẻ. Lưới một màng xài được ba lần. Nó đặc biệt mấy con cá mùi á. Nó vô nó không thở là nó chết luôn. Con này chết luôn rồi. Chết lẹ vậy đó. Ừ. Nó tại nó ngớp hoài luôn mà. Nó yếu lắm đúng không? Đúng rồi. Sử dụng oxy nhiều. Ờ, chết hết rồi. Kỳ này anh Đạt dạng cá xiên tần này. Lên đem mình nướng này. Cá này đâu nướng được đâu. Rồi nay sao toàn dính cá mùi không cô? Ừ. Này mình mùi lưới lớn nè. Trời quậy đùng đùng luôn. Quá trời cá luôn. Chú hút này nó trống vậy ta? Hồi nãy giờ được đóng rồi đó. Quá sợ quá trớn rồi. Không nổi luôn á. Không có gì vậy ta? Cá này em lấy 50 ngàn ký nha anh ta. 40 bán không? Bán. Tại chết thì mới bán 40. Cho tôi thở đi, cho tôi thở đi. Cầm cho tôi thở xíu đi. Tội nghiệp nó. Có trứng rồi đó. Trời ơi, toàn dính cá mùi không mà cô ơi. Mấy cái phi đâu dám hả? Cái phi không gian dính hết rồi. Thở đi chứ. Cá này nó bơi từ giờ giấc hay sao ha? Mình ăn buổi nào dính cá nào đúng không? Đúng rồi. Giờ này cà phê đi nhà nghỉ đi. Thúc mà Đạt đụng vô thưa quá không dính gì không? Nó có dính cá này vậy. Đó, bây giờ. Đó, con cá này là nhà anh Đạt hô hấp nhân tạo. Cá đã bự nhất đám rồi. Trời ơi, nó khủng kìa.
nè. Trả anh đây. Làm khô cá mùi hả? Trời ơi. Cô giờ lấy cái xô đây. Giờ bước cũng là về có 8 cái như vậy bán được 40.000 rồi lỗ 50.000. Mình ra mình mua được 2 ký cá mình khỏi còn phải lội ha. Lòng đau như cắt, nước mắt đầm về. Anh biết bước lưới các bạn không biết. Nhưng những bước từng khúc ruột rồi. Bạch. Lớn quá lớn. Nó có trứng á. Con này nó đẻ luôn hay là bộ phận được. Không để phải nhìn cho nó uống thuốc không thả thuốc chỗ thức ăn như cá trà chiên da. Vậy là mình lưới hết là mốt mình phải mua về mình thả mình nuôi lại chứ không có sinh sản đúng không? Mình lưới chừng 3 lần nữa mình cũng không cần phải thả lại đâu. Cái này bự nữa nè. Môi mấy con cá này quyến rũ quá mà dạ. Mình chết tim. Đớp nè. Đừng có bức nó. Đang lấy âm thanh chân thật nè. Con cá này nè, trứng nè. Trứng dai, con cá đực. Cái bụng trứng không rồi. Cái mỏ đó kìa. Cái mỏ xấu gì xấu dữ vậy bà nội. Cái mỏ nó cũng đâu khác gì cái mỏ cu đâu. Nó dữ hơn. Này nhẹ nhàng không? Trời ơi con này không có trứng nữa. Giật giật văng vô mặt không? Trời ơi. Thả đi. Còn mấy cá này bên em là em thả hết à. Còn bên anh Đạt gọi là con cá khổng lồ. Con kia không bự mà, con kia bự hơn bàn tay mà. Cá này có mua đồ ăn rồi mình thả cho nó ăn không? Không ăn. Nhìn nó đói rồi. Nó, con cá này nó ăn bọt với nó ăn rong mà. Nó thở nó sống không mà, thấy nó ngớp. Chứ nó ăn gì mình đâu biết đâu. Mà ăn cá đặc biệt cái là nó không ăn câu. Nó còn đúng không? Ừ, nó còn. Dậy đi ông ơi. Sáng rồi. Đi luôn rồi. Thiếu oxy chậm chậm. Mà tại sao cá này nướng ăn không được? Nướng ăn được cái mà tại nó nhớt quá. Mình nướng mình ăn ở trong đâu có nhớ đâu. Bất nữa. Lỡ rồi. Đừng có. Bước cái này nữa thôi. Đâu bước nữa đâu. Cái nữa thôi nha. Cho nó nhỏ mà sắp
cái này. Còn cuối cùng chỉ có chừng 10 phút giăng lưới thôi. Lấy hai cái lưới thế này nè, mốt mình ra ruộng mình giăng. Không còn giăng được nữa đâu anh. Thôi anh hè ơi, chuyện gì đâu. Lưới còn đã ăn gì chưa? Vừa. Chú không ai dành nữa nha. Mềm mỏng lắm. Khỏi cú cắn một cái á, cái tiếng nước bọt của cô á nó bay thẳng vào mặt. Bay thẳng vào mặt khán giả luôn. Khán giả giờ chạy nhễ nhãi. Chua quá chua. Ở chùa đâu ta? Ăn chết đói. Đói vậy chứ ăn xài à? Ăn hoài. Ăn dữ vậy. Có xài không cô mua á, nó mới chua. Trời ơi đổ. Vậy cam chấm bữa. Cay quá cay. Chua quá chua. Cay gì chua nữa. Thôi về. Bữa nay được như tay cái mà ơi. Cái mùi không mà cà phê đã hết luôn à. Thôi về. Tính ra. Rồi. Kết thúc clip ăn muối vô cho nó đỡ nhạt. Cay quá.